Các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Sirius với cái màn lột xác để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Sirius là một trong những mẫu xe phổ thông từ nhà Yamaha để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem. Từ lúc trình làng em ấy đến nay đã để lại ấn tượng không những bởi một cái đẹp nguyên thủy mà còn bằng những bản đồ đẹp ấn tượng. Dẫn chứng là cái chiếc Sirius đột chuyển như dưới đây. Xem qua tổng thể thấy con chiếc mã khoác cho mình bộ áo xi măng đi cùng với cái tông màu đen bóng là cực kỳ mạnh mẽ. Nhiều món đồ chơi kiển được các lên xe không những hướng kiển mà còn tăng cường hiệu năng hoạt động cho cái chiếc xích cưng. Tay thắng được thay thế bằng cái mẫu tay Racingboy. Dàn chân đậm cái chất cải thao với cái mâm Daytona huyền thoại được chị em chia sẻ yêu thích. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa đồ chơi kết hợp cùng Helo Redleo Rainbow là cực đẹp. Việc gắn hoàn chỉnh phải qua cái sự hỗ trợ của bác dơm Sirius và từ máy cho độ chính xác cực cao. Cái buộc sim cũng được quay lại cực kỳ sắc sảo. Hai phía lốc máy được cố định bằng ốc vi 5 được điện phanh xanh độc bảo và ốc mâm lửa titan. Hệ thống cái giảm sóc Raider đi cùng bình dầu. Đây là cái mẫu đồ chơi kiển giá trị không những mang lại cái nhìn là cứng cáp cho xe mà còn tăng cường hiệu năng rõ rệt cho độ nhún nhảy hợp lý, mang lại cái cảm giác êm ái hơn cho người ngồi. Sirius 110 nâng cấp về chân Raider đầy phá cách bất ngờ. Cái mẫu xe số phổ thông Yamaha Sirius 110 thường được sử dụng như là một phương tiện di chuyển bình thường. Cho khi rơi vào mắt xanh của những quay cờ độ chế thì nó mới thực sự được trở nên khác biệt và thẩm mỹ hơn. Đèn đầu xe độ được trang bị cái đèn Helo giúp tạo ra cái sự phá cách nhiều hơn cho phần đầu xe. Sản phẩm này đến từ Thái Lan, vừa lắp cho cái dòng đồng của Sirius mà không cần chế cháo một chi tiết nào. Bên cạnh là cái cụm thắng Racingboy tích hợp bình dầu liền trong suốt. Món đồ chơi này đắp thêm nên phải cắt bộ cũng rất nhiều. Bacal lưới Bakano là tên cọp của Sirius 110 thị trường Thái Lan. Món đồ chơi này tạo ra sự lạ mắt rất nhiều. Với nhiều tay chơi, Sirius còn cắt bỏ cái phần nhựa nhám ở phía sau. Đó là cái hộp bạc già đã tạo ra cái sự khoảng cách. Bộ phận cấp xin mang cả các chân được phay kiểu rất lạ mắt. Phong cách chơi này được rất nhiều biker ở bên đất Thái là áp dụng cho xe mình. Tuy nhiên anh em chơi xe cũng nên chú ý, phải như vậy chèn chân có phần hơi yếu ớt một tí và hơi nguy hiểm. Phục Raceboy to lớn cứng cáp hơn so với xin của xe, đem lại hành trình giảm sóc êm ái và đầm xe hơn thì được trọng lượng lớn rất đáng kể. Muốn lắp được cái cặp mâm Raider như trong cấp này, người chủ bắt buộc phải lên cái phanh dĩa sau. Còn nếu không thì phải mua cái mâm hàng phay mới có cái phiên bản là phanh đường sau. Tuy nhiên đồ phay chất lượng là không đảm bảo, anh em hãy cân nhắc kỹ trước khi chơi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.